Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Quả đúng với câu nói đó, nhiều người phụ nữ Việt Nam cực kỳ tài giỏi, thậm chí họ còn có thể giúp thay đổi lịch sử của cả một dân tộc. Một trong số đó phải kể đến bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ duy nhất đã đặt bút ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, khiến truyền thông quốc tế một phen dậy sóng. Mới đây, người cận vệ già, một người hết sức thân thiết với bà Nguyễn Thị Bình, đã lên tiếng tiết lộ sự thật về giây phút xúc động khi bà Bình ký Hiệp định Paris. Ngoài ra, ông còn nói về khẩu hiệu tuyên truyền của Liên Xô khi ủng hộ Việt Nam khiến người dân Việt Nam ai cũng cảm động. Vậy người cận vệ già của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình là ai? Ông đã tiết lộ những bí mật lịch sử nào? Tất cả anh em hãy cùng Hồi ức Thời Chiến đi tìm hiểu ngay nhé! Anh em thân mến, Nguyễn Thị Bình là một cái tên vô cùng gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Có thể nói với nhiều người, bà chính là một huyền thoại sống, một minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927 tại Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, nay là Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cha bà, ông Nguyễn Đồng Hợi, nguyên quán ở Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam. Mẹ bà là Phan Thị Châu Loan, con gái của cụ Phan Châu Trinh, một trong những chí sĩ tiêu biểu nhất của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Có lẽ một phần do được thừa hưởng tinh thần và bản lĩnh của ông ngoại Phan Châu Trinh mà bà Nguyễn Thị Bình đã bao lần khiến Pháp, Mỹ phải e sợ. Thậm chí báo chí phương Tây còn hết lời nể phục bà. Câu chuyện có thật về một người phụ nữ Việt Nam kiên cường đó đã được một người cận vệ người Liên Xô kể lại. Cụ thể mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973 đến 27 tháng 1 năm 2023, phóng viên tại Liên bang Nga đã có cuộc trò chuyện thú vị với ông Viktor Alexeyevich Petrov, nguyên là thành viên Ủy ban Đoàn kết Á-Phi và Ủy ban Soviet, ủng hộ Việt Nam trực thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 73 đến năm 91, một người hết sức thân thiết với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris. Tại đây, ông đã có những tiết lộ thú vị. Theo ông Petrov, Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam ra đời từ năm 1965. Ý tưởng thành lập ủy ban là sáng kiến của các nhà hoạt động xã hội, nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng nhất của Liên Xô và được Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ủng hộ vì sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ tăng cường đánh phá Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam là hỗ trợ cho đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Trong cuộc trò chuyện thân mật, ông Petrov bày tỏ niềm tự hào và ấn tượng sâu sắc khi nhắc lại những sự kiện ủng hộ Việt Nam ở Liên Xô và trên toàn thế giới. Ông nhớ lại một khẩu hiệu thời kỳ đó, Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam tuyên truyền là mỗi người dân Liên Xô, trước tiên là các đảng viên cộng sản, mỗi sáng thức dậy phải nghĩ họ cần làm gì cho Việt Nam và làm gì hơn nữa để ủng hộ Việt Nam. Ông cho biết công nhân của hầu hết tất cả các xí nghiệp và nhà máy lớn của Liên Xô, có xí nghiệp với lượng công nhân gần 100.000 người, đều đã dành một ngày lương để đóng góp vào quỹ ủng hộ Việt Nam. Ông cũng kể câu chuyện báo Sự Thật Tiền Phong, tờ báo dành cho thiếu nhi Liên Xô. Thời đó mỗi ngày xuất bản tới 20 triệu bản với những bài viết kêu gọi của thiếu nhi Liên Xô đóng góp ủng hộ thiếu nhi Việt Nam. Trong câu chuyện thú vị của mình, ông Petrov chia sẻ nhờ những khoản tiền và vật chất ủng hộ Việt Nam to lớn như vậy, Quỹ Hòa Bình Xô Viết có lúc đã tài trợ đón đến 50 đoàn Việt Nam mỗi tháng. Ban đầu có thể đến Liên Xô, sau đó đến châu Âu và các nước khác trên thế giới để bày tỏ, quảng bá quan điểm của Việt Nam. Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam của ông cũng đã hậu thuẫn cho những phong trào quần chúng rộng lớn ủng hộ Việt Nam trên thế giới như phong trào ủng hộ Việt Nam tại Pháp, mà kết quả là hình thành hội nghị Versailles ủng hộ Việt Nam, phong trào tại Thụy Điển dưới sự lãnh đạo của luật sư, nghị sĩ Hans Göran Frank, thành lập tòa án để thảo luận về tội ác của Mỹ tại Việt Nam. Ông Petrov kết luận, tôi đã tham gia nhiều phong trào ủng hộ các nước, tuy nhiên quy mô của phong trào ủng hộ Việt Nam là chưa từng có. Đó là một phong trào hết sức lớn lao và lan rộng trên toàn thế giới. Ông Petrov cho biết, Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam còn mời các binh sĩ Mỹ đào ngũ ở Việt Nam đến Moscow để thảo luận về tội ác chủ nghĩa đế quốc Mỹ tại Việt Nam và sau đó là tại các quốc gia châu Âu. Hồi tưởng những kỷ niệm của mình về nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình, ông Petrov cho biết,
ông quen và bắt đầu làm việc với bà Nguyễn Thị Bình cũng trong năm 1973. Bởi bà thường xuyên đến Moscow theo lời mời của Bộ Ngoại giao Liên Xô, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Và cũng cần lưu ý rằng, trước đây các đoàn đại biểu Việt Nam phải đi qua Moscow để từ đó đến Paris tham gia đàm phán. Ủy ban đoàn kết với các nước Á Phi và Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong thời gian ở Liên Xô. Khi đó, bà Nguyễn Thị Bình thường hay gọi ông với cái tên thân mật Victor. Ông Petrov khẳng định, bà ấy là người phụ nữ vĩ đại và trong tôi vẫn lưu giữ những cảm nghĩ tốt đẹp nhất về bà. Ông cho rằng không phải vô cớ mà bà Nguyễn Thị Bình được trao giải thưởng vì áo Lenin, danh giá và củng cố hòa bình quốc tế. Trong thời gian lưu lại tại Moscow, theo lời kể của ông, bà Nguyễn Thị Bình ở khách sạn Ukraine hoặc khách sạn Arbat, trước đây gọi là khách sạn Otibakaya, và làm việc liên tục. Lịch làm việc của bà mỗi ngày luôn dày đặc. Ông Petrov kể lại rằng, do thông thạo tiếng Pháp, ông đã tháp tùng bà Nguyễn Thị Bình tới gặp Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô, phụ trách về Việt Nam Nikolai Firubin, đến Xô Viết tối cao Liên Xô thăm nhiều tổ chức xã hội, đến Ủy ban Phụ nữ của nữ du hành vũ trụ Tereskova. Ông nhớ lại, mọi người rất ấn tượng với trí óc, sự khéo léo, thông minh và hiểu biết trong công việc của bà ấy. Bà Nguyễn Thị Bình là sự kết hợp một cách đáng ngạc nhiên giữa nữ tính và sự thông minh. Bà có kiến thức tuyệt vời về tiếng Pháp. Trong bà còn có sự mạnh mẽ đầy nam tính, một khí chất chiến đấu của người lính. Về điều này có lẽ một phần là từ tính cách con người bà trong thời chiến, một phần có lẽ là thừa hưởng tính kiên cường từ ông ngoại Phan Châu Trinh, một nhà yêu nước vô cùng nổi tiếng. Theo ông Petrov, ông đã cùng bà Nguyễn Thị Bình tới phát biểu tại nhiều sự kiện quần chúng khác nhau ở Liên Xô để thu hút sự ủng hộ dành cho Việt Nam. Bà đã phát biểu tại Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov, nói chuyện tại doanh trại sư đoàn xe tăng Taman ở ngoại ô Moscow, trường quân sự Kremlin mang tên Xô Viết tối cao, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, môi trường quân sự lâu đời nhất được thành lập dưới thời lãnh tụ cách mạng Lenin và là trường sĩ quan chính đầu tiên của Liên Xô. Ông nói rằng ở bất kỳ sự kiện nào, dù có đông đến đâu hay có ai đi chăng nữa, bà Bình vẫn luôn thể hiện một thái độ cực kỳ rắn giỏi, kiên định, không hề bị lung lay. Bản thân là một người đàn ông, nhưng tôi cực kỳ khâm phục và tự hào về người phụ nữ ấy. Ngoài ra, ông Petrov cũng bày tỏ niềm vinh dự được gặp hai trong số những người phụ nữ có thể xem là vĩ đại bậc nhất của Việt Nam. Ngoài bà Nguyễn Thị Bình, ông cũng đã được làm việc với bà Nguyễn Thị Định, vị tướng huyền thoại của Việt Nam, trong một lần bà sang thăm Liên Xô. Có thể nói ông Petrov đã thật may mắn khi được gặp và tiếp xúc với những người phụ nữ giỏi nhất Việt Nam. Nhưng chắc chắn cả bà Nguyễn Thị Bình và bà Nguyễn Thị Định cũng đều rất tự hào vì có một người cận vệ Liên Xô, cùng rất nhiều anh em Liên Xô đã đồng hành cùng họ trên suốt chặng đường khó khăn đó. Ngoài những tiết lộ thú vị của người cận vệ già, ông Petrov mới đây trong cuốn hồi ký Gia đình, Bạn bè và Đất nước, bà Nguyễn Thị Bình cũng đã kể về những năm biển biệt để phục vụ cho công tác trên mặt trận ngoại giao cam go của mình. Trong đó có những chuyện ít biết xung quanh cuộc đàm phán lịch sử ở Paris. Bà Bình cho biết, giữa tháng 7 năm 1968, bà được lãnh đạo Ban Thống nhất mời lên phổ biến chủ trương của Đảng về đánh và đàm. Bà hiểu đây chưa phải là lúc giải quyết vấn đề giữa ta và Mỹ, mà là triển khai thêm một hình thức đấu tranh mới. Mặt trận này sẽ giúp ta tranh thủ thêm dư luận quốc tế, dư luận Mỹ, cô lập các phần tử hiếu chiến, hỗ trợ đắc lực cho chiến trường. Với gần 6 năm hoạt động cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, bà Bình đã tích lũy được một số kiến thức ngoại giao và kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Nhưng bà không nghĩ mình lại may mắn được chọn cho nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng này. Cuộc đàm phán lịch sử ở Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Khi rời Hà Nội lên đường cuối tháng 10 năm 1968, bà cũng không ngờ nó kéo dài đến thế. Tháng 11 năm 1968 đến 27 tháng 1 năm 1973. Trước ngày đi, bà Bình đã điện cho chồng mình là ông Khang từ Bắc Giang về gặp. Bà bối rối không biết nói thế nào với chồng và trước các con còn quá nhỏ mà phải xa mẹ biển biệt. Nhưng thật may mắn vì bà đã chọn đúng người. Chỉ cần nhìn ánh mắt người vợ hiền, ngay lập tức ông Khang đã hiểu bà phải đảm nhiệm một công việc rất quan trọng, nên không hỏi gì cụ thể, chỉ động viên. Em có việc phải làm, cứ yên tâm đi, các con đã có anh lo. Thông thường thời chiến chỉ có những câu từ biệt từ người chồng xa vợ, nhưng trong gia đình bà Bình thì hoàn toàn ngược lại. Bà mạnh mẽ, quyết liệt và giỏi giang,
Nhờ vậy mà người chồng cũng lui về chăm sóc con cái thay bà những giờ phút lịch sử ấy. Không một câu oán trách mà là em hãy cứ yên tâm đi. Và sau này chúng ta thấy hình ảnh của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình trên bàn đàm phán. Có lẽ sẽ phải kể đến người chồng, một hậu phương vững chắc của bà. Đến ngày 27 tháng 11 năm 1968, cuộc họp chủ bị đầu tiên của hội nghị được tiến hành. Nhưng mãi đến ngày 25 tháng 1 năm 1969, hội nghị bốn bên mới chính thức bắt đầu. Ông Trần Biểu Kiếm là trưởng đoàn, bà Bình và ông Trần Hoài Nam làm phó đoàn. Việc có hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là điều đặc biệt chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế. Đây là sự hiện diện của hai thực thể, đại diện cho cuộc chiến đấu chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bước vào đàm phán, việc buộc phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên đàm phán là một thất bại lớn của Mỹ. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu lý diễn ra rất dài dẳng. Hai đoàn của ta nhằm vào Mỹ phê phán, còn Mỹ thì né tránh, đẩy cho đoàn Sài Gòn đối đáp dài dòng. Bà Bình cũng cho biết có một điều đáng chú ý trong các phái đoàn ở hội nghị là ba đoàn không có thành viên nữ. Chỉ đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có, và bà Bình gọi đó là đội quân tóc dài tại Paris. Có một chi tiết cũng khá lý thú là tương quan thiết bị kỹ thuật giữa ta và đối phương là khá chênh lệch. Trên bàn của hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ có một máy magnetophone để thu phát biểu của mỗi đoàn. Trong khi phía Mỹ thì đầy đủ thiết bị hiện đại, có thể thông tin thẳng về Washington. Bà Bình cho biết sau khi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 6 tháng 6 năm 1969, thành phần đoàn ngoại giao đại diện cho nhân dân miền Nam không có gì thay đổi lớn. Bà Bình thay ông Trần Biểu Kiếm làm trưởng đoàn, sau bà được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các ông Đinh Bá Thi và Nguyễn Văn Tiến làm phó đoàn. Tại Paris, đoàn có trụ sở tại Varennes-le-Bourseil. Đây là một biệt thự xinh xắn. Đoàn đã sống tại đây gần 5 năm và Đảng Cộng sản Pháp là tổ chức giúp đỡ đoàn nhiều nhất. Hồi ký của bà Bình cũng cho biết để có những lý lẽ sắc bén trên bàn đàm phán và tranh thủ được dư luận rộng rãi, bà cùng các đồng chí của mình thường tìm đọc các sách lịch sử thế giới và nhất là lịch sử trong nước. Bà Bình đặc biệt thích đoạn nói về thời Lê Lợi, Nguyễn Trãi, thế kỷ thứ 15. Lý do là cách đây 500 năm, tổ tiên ta đã tổ chức hiệp đồng, đấu tranh trên 3 mặt trận, chính trị, quân sự, ngoại giao, rất tài tình. Những bức thư ngoại giao của Nguyễn Trãi, lúc mạnh mẽ, lúc mềm dẻo, vừa gây sức ép, vừa thuyết phục đối phương rút quân về nước. Ngoài công việc chuẩn bị cho các cuộc họp, bà Bình còn dành khá nhiều thời gian tiếp xúc với báo chí. Kỷ niệm mà bà Bình nhớ nhất là cuộc gặp mặt trên báo chí truyền hình trực tiếp ở Pháp năm 1971. Truyền hình Pháp có sáng kiến tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington. Có 20 nhà báo tham gia, 10 người phần lớn là Mỹ, coi như bảo vệ lập trường của Mỹ, 10 người khác phần lớn là Pháp, coi như trung lập, khách quan. Gần 2 tiếng đồng hồ căng thẳng dưới ánh đèn sáng chói của trường quay. Tuy có hồi hộp, nhưng bà Bình vẫn cố gắng đối đáp bình tĩnh, đàng hoàng, mạnh mẽ nhưng hòa nhã, nêu rõ thiện chí của chúng ta muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt khổ đau của nhân dân và kiên quyết vì tự do độc lập và thống nhất thiêng liêng của đất nước. Sau cuộc họp báo, đồng chí Xuân Thủy đã gọi điện khen ngợi bà. Nhiều người bạn Pháp đã gọi điện chúc mừng và coi đây là một thành công quan trọng. Nhiều ngày sau, báo chí còn tiếp tục nói đến sự kiện này. Bên cạnh những chi tiết kể trên, trong cuốn sách, bà Bình còn kể về ngày ký kết chính thức Hiệp định Paris, giây phút quan trọng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà. Mời anh em cùng lắng nghe. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký kết chính thức Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là ngày đáng ghi nhớ với nhân dân ta và nhân dân thế giới. Đối với mỗi anh chị em chúng tôi trong hai đoàn đàm phán, ngày 27 tháng 1 năm 1973 cũng là ngày không thể nào quên. Những ngày trước đó, cả hai đoàn phải tập trung hoàn thành văn kiện, kể cả việc rà soát, in ấn, làm việc mệt mỏi cho đến tận khuya nhưng vẫn vui. Hôm ấy từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã được bạn bè ở Paris và các tỉnh, cả bạn bè mấy nước lân cận gọi điện, gửi lãng hoa chúc mừng thắng lợi, cổ vũ chúng ta chiến đấu đến ngày toàn thắng. Trời Paris hừng nắng, đến 10 giờ, các đoàn lần lượt đến đại lộ Kleber, đều hết sức xúc động là hai bên hè đường và trước cửa trung tâm hội nghị quốc tế, người đông nghịt giữa rừng cờ đỏ sao vàng và cờ sao vàng trên nền nửa đỏ nửa xanh, tưng bừng vẫy gọi, chào đón chúng tôi, chúc mừng lễ ký kết. Phần lớn bà con kiều bào và bạn bè Pháp, cũng khá đông bạn bè các nước châu Âu, châu Phi và cả những người bạn Mỹ
đến chia vui với chúng ta. Mỗi người đều thấy đó là kết quả đấu tranh chung, trong đó có sự đóng góp của chính mình đã hàng chục năm kiên trì phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ và ủng hộ Việt Nam chiến đấu chính nghĩa. Phóng viên thông tấn Mỹ AP mô tả, họ hô các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Sài Gòn khi Lắm và Roger đến, nhưng lại hò reo hoan hô các đoàn xe của bà Bình và ông Trinh, Việt Nam muôn năm, hoan hô chính phủ cách mạng lâm thời, hoan hô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phóng viên hãng thông tấn Mỹ UPI cũng tả quang cảnh hôm đó. Buổi lễ ký kết hòa bình ở Việt Nam diễn ra trong khung cảnh huy hoàng, tráng lệ của thế kỷ thứ 19 và những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất mà thế kỷ 20 có thể tạo ra. Bốn ngoại trưởng được một đạo quân gồm 2.000 cảnh sát và nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm cẩn. Sau 4 năm làm gia chủ nơi tiến hành cuộc đàm phán, giờ đây người Pháp tin rằng bà Nguyễn Thị Bình, các ông Nguyễn Duy Trinh, W. Rogers và Trần Văn Lắm sẽ làm cho toàn thế giới hướng về Paris trong ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đó là không khí rất trang nghiêm. Chúng tôi được quan chức lễ tân Pháp trịnh trọng hướng dẫn đi giữa hai hàng vệ binh Cộng Hòa với gươm tuốt trần oai nghiêm chào đón. Phòng họp rực sáng hơn thường lệ. Trong phòng đã có mặt đại diện chính phủ Pháp, các đại sứ của bốn nước, thành viên Ủy ban Quốc tế và rất đông các nhà báo, nhiếp ảnh, quay phim quốc tế. Vẫn chiếc bàn tròn lớn phủ kín nỉ xanh mà bốn đoàn đã tranh luận suốt 174 phiên. Từ ngày 25 tháng 1 năm 1969 đến hôm nay, vừa tròn 4 năm. Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu và Bộ trưởng Xuân Thủy ngồi bên. Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình dẫn đầu. Đoàn Mỹ do Ngoại trưởng William Rogers dẫn đầu. Có thêm Thượng nghị sĩ Mike Mansfield, người thường xuyên chống chiến tranh Việt Nam. Anh em trong đoàn cho biết, sau lễ ký, ông này đến xin tấm biển ghi tên Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời đặt trên bàn để làm kỷ niệm. Đúng giờ, bốn bộ trưởng ngoại giao bắt đầu ký hiệp định và bốn nghị định thư kèm theo. Mỗi ngoại trưởng phải ký tới 32 chữ ký và mỗi người có 32 cây bút để làm việc đó. Hiệp định gồm 9 chương, 23 điều. Đối với chúng ta, nội dung quan trọng và cơ bản nhất của Hiệp định Paris là điều quy định Mỹ phải tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta. Quân Mỹ phải rút về nước mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Hành lang Nam Bắc vẫn nối liền, hậu phương với tiền tuyến thành một giải liên hoàn thống nhất, đảm bảo cho phong trào cách mạng miền Nam dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời giữ nguyên được địa bàn, giữ nguyên được thế lực của mình để tiếp tục tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Khi đặt bút ký vào bản hiệp định chiến thắng, nghĩ đến những đồng bào, đồng chí đã ngã xuống, những người không còn có thể biết được sự kiện trọng đại này, mà tôi bỗng nhòe ướt. Trong cuộc đời tôi, đây là vinh dự rất lớn vì được thay mặt nhân dân, các chiến sĩ cách mạng để đấu tranh trực diện với kẻ thù xâm lược ngay tại Paris. Được đặt bút ký vào bản hiệp định chiến thắng sau 18 năm, cả nước tiến hành cuộc chiến đấu chính nghĩa đầy hy sinh và gian khổ. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ngoại giao của tôi. Trong đời tôi, đây là vinh dự lớn được thay mặt nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam đấu tranh trực diện với Mỹ tại Paris. Được thấy niềm tự hào vinh quang cùng với ân tình sâu đậm mà cả thế giới dành cho cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Tôi vô cùng biết ơn Bác Hồ và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Mặt trận và Chính phủ Cách mạng Lâm thời đã tin cậy giao cho tôi một nhiệm vụ khó khăn nhưng rất vẻ vang này. Tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với đồng bào và chiến sĩ ta từ Nam chí Bắc đã chấp nhận mọi hy sinh và dũng cảm chiến đấu để có được thắng lợi to lớn ngày hôm nay. Cảm ơn bà con kiều bào tại Pháp và các nước xung quanh. Cảm ơn sự đoàn kết, cộng tác của tất cả anh chị em trong hai đoàn đàm phán và các cơ quan đoàn thể ta ở Paris. Và tôi nghĩ đến gia đình, đến chồng con. Buổi lễ kéo dài hơn 10 phút. Tiếp sau đó, chính phủ Pháp mở tiệc rượu chào mừng. Mọi người chạm cốc, bắt tay, không khí vui vẻ, hòa giải. Tôi chạm cốc với Ngoại trưởng Mỹ William Rogers, chúc hòa bình. Nói chuyện với Ngoại trưởng Sài Gòn Trần Văn Lắm, ông ta nhờ tôi chuyển lời thăm anh Phát, đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Bốn người phát ngôn báo chí của bốn đoàn nâng cốc chúc sức khỏe nhau. Có thể thấy bà Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với phong thái lịch thiệp, thái độ thân thiện, hòa nhã, tự tin để lại ấn tượng mạnh với những người gặp và báo chí lúc đó. Thậm chí họ đã quay sang nói với nhau, Việt Cộng văn minh quá, đâu phải người từ rừng ra. Madame Bình đã làm chấn động Paris và thế giới. Nhiều người cho rằng bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đã tốt nghiệp tú tài, ngoại ngữ giỏi,
có thời gian dài làm chính trị và hoạt động ở Sài Gòn. Có lẽ đây là những lý do bà được Bác Hồ chọn tham gia đàm phán. Trải qua gần 5 năm đàm phán, bà Hoàng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình đã giành được sự kính phục, tôn trọng của những chính khách, các nhà báo quốc tế, ngay cả những người Mỹ, chủ trì rất nhiều cuộc họp báo. Có cuộc họp báo đến 400 nhà báo của trên 100 quốc gia. Những người được tiếp xúc với bà đều có một cảm nhận chung. Một con người tự tin, hòa nhã, mềm mỏng nhưng cũng vô cùng kiên định, vững vàng. Bà Nguyễn Thị Bình với ưu thế ngoại ngữ tốt và sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo cùng sự mềm mỏng, hòa nhã, linh hoạt của một người phụ nữ Việt Nam đã thuyết phục được cả những nhà báo khó tính. Nhiều nhà báo phương Tây đã đưa ra những câu hỏi châm biếm cho bà, nhưng bà luôn linh hoạt đối phó. Có lần một nhà báo hỏi, bà có ở Đảng Cộng sản không? Bà nhanh nhẹn trả lời, tôi thuộc Đảng Yêu nước. Có quân đội miền Bắc ở miền Nam không? Bà trả lời, dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược. Nhà báo lại hỏi, vùng giải phóng ở đâu? Bà Bình liền đáp, nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom? Trong quá trình đàm phán, bà luôn tâm niệm, họ có quyền hỏi, mình có quyền trả lời, nhưng trả lời thế nào để họ tâm phục, khẩu phục, hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc mình, đó mới là điều quan trọng. Sau này cũng có lần bà nói, nếu mình là phụ nữ, biết ứng xử khôn khéo, người ta cũng dễ có cảm tình hơn, sẽ nghe những điều mình muốn nói về lập trường của mình. Anh em thân mến, dù đứng một mình giữa các nhà báo ngoại quốc sưng sỏ, nhưng bà Nguyễn Thị Bình không hề né tránh hay run sợ. Trái lại, bà đã sử dụng khả năng ngoại ngữ đáng nể của mình, bình tĩnh đối đáp bằng tiếng Pháp một cách vừa mạnh mẽ nhưng vô cùng khéo léo, nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chính trị chấm dứt chiến tranh giữa các quốc gia. Vẻ đẹp, bản lĩnh và trí tuệ của bà đã khiến truyền thông quốc tế phải nể phục. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.